Vậy mày ra ngoài nói chuyện với tao. Gì vậy anh? Tao nói mày đi ra ngoài nói chuyện với tao. Anh sai rồi đúng không? Có gì để ngày mai nói. Anh đi nhậu với Quý nữa hả gì? Tao nhậu với ai? Kệ mẹ tao. Mày làm gì? Bây giờ tao kêu mày ra ngoài nói chuyện với tao rồi coi đi không? Làm cái gì? Con đang ngủ mà sao anh lớn tiếng như vậy? Không có gì vậy? Nó khóc hả? Nhìn cái mặt của nó là tao ghét rồi. Nín chưa? Làm cái gì vậy? Khùng cái gì vậy? Hả? Mày mà khóc nữa là tao giục mày xuống đất luôn bây giờ, mày tin không? Hả? Không có bị điên không? Nó là con của anh đó. Sao anh có thể nói ra những lời nói cay độc vậy? Để nó có chuyện gì sao? Chuyện gì? Nó mà xảy ra chuyện gì thì mẹ nó. Tao không cần cái gia đình này, mày hiểu chưa? Hả? Đi ra ngoài nói chuyện với tao. Đi ra ngoài làm cái gì? Tao muốn nói chuyện với mày á. Hôm nay mày lì đúng không? Có lì hả? Mày có lì hả? Hả? Mày đi chưa? Con ra lên hỏi cho con nghe đi cầm đầu mày á! Đi đi! Ngon lắm vậy? Con chờ! Con sao không vậy con? Có bà đi rồi. Đừng có sợ nữa con.